Bốn quý nhân của tuổi trung niên. Kính thưa quý vị, trong đời ai cũng có những quý nhân phù trợ. Chỉ những người từng trải mới hiểu rằng ở tuổi trung niên thì sẽ có bốn quý nhân ở bên mình. Người bạn đời tốt. Một người đã bước vào tuổi trung niên, có một người bạn đời tốt ở bên mình thì đó chính là quý nhân số 1. Đây là người đã đồng hành với bạn cả quãng đường dài trong quá khứ, cùng bạn nếm trải đủ mọi cay đắng, hạnh phúc. Chặng đường tiếp theo, người đó sẽ cùng bạn chia sẻ buồn vui, hỗ trợ khi ốm đau, khủng hoảng. Càng có tuổi, người ta càng nên trân trọng bạn đời, trân trọng sự đóng góp và đồng hành của người đó. Bởi lẽ bạn càng già, cha mẹ khuất núi, con cái lập nghiệp riêng, có cuộc sống riêng, chỉ còn bạn đời đi bên bạn cho tới già lão, tóc bạc răng long mà thôi. Cha mẹ. Trong cuốn tiểu thuyết Trăm năm cô đơn có một trích đoạn thú vị. Cha mẹ là bức trường thành ngăn cách chúng ta và cái chết. Bạn và thần chết không nhìn thấy nhau vì cha mẹ bạn đứng ở giữa. Chỉ khi cha mẹ qua đời, bạn mới thấy rõ điều đó mà thôi. Khi con người ta bước vào tuổi trung niên mà cha mẹ vẫn còn, vẫn khỏe mạnh, đó quả là một điều may mắn. Cha mẹ là mái ấm, là bến đỗ an toàn nhất, chính là quý nhân của đời bạn, mang lại cho bạn cảm giác an toàn, như có chỗ để trở về sau một hành trình mỏi mệt, khó khăn. Học cách biết ơn cha mẹ, dù nghèo hay giàu, sai lầm hay đúng đắn, tốt hay từng tệ bạc, cũng là một cách để chúng ta tri ân cuộc sống, đón tiếp quý nhân. Chỉ khi bạn dọn lòng để tử tế với đấng sinh thành, bạn mới có thể nhận lại được sự thanh thản trong tâm và tình yêu thương trọn vẹn. Con cái. Ngày xưa nói, con cái là của để dành của cha mẹ. Và thực chất, con cái cũng chính là quý nhân của cha mẹ lúc về già. Con cái hạnh phúc, ấm êm, ắt mang niềm vui, tiếng cười tới cho cha mẹ, khiến cha mẹ thêm ấm lòng, an vui sống tuổi già. Thêm vào đó, khi bạn vào tuổi trung niên, con cái còn giống như cánh cửa tri thức, chúng giúp bạn khám phá ra những thay đổi của thời đại, cũng như được nhìn lại những thành công, thất bại của chính mình. Con người bước vào tuổi trung niên, điều đáng buồn nhất không phải không có tiền, mà chính là không có một gia đình tử tế, những đứa con ngoan ngoãn. Nếu con cái bạn trưởng thành, thì dù cho bạn có vất vả tới đâu, cũng là xứng đáng. Có quý nhân này trong nhà, đi đâu bạn cũng có thể ngẩng đầu hãnh diện, thoải mái mà bước đi. Chính bản thân mình. Đôi khi chúng ta đi tìm quý nhân, mong mỏi được trợ giúp, nhưng chúng ta quên mất một điều vô cùng quan trọng. Con người đáng được yêu thương nhất lại là chính mình. Nhà văn Hemingway từng nói, cuộc đời để lại trên chúng ta những vết thâm tím. Thế nhưng, những nơi bị thương đó chắc chắn sẽ trở thành những nơi mạnh nhất của chúng ta. Vậy thì hãy nhìn lại bản thân. Bạn đã bầm tím bao nhiêu, đã trưởng thành bao nhiêu ở tuổi trung niên? Khi đã đi quá nửa đời người, bạn đã từng phải nếm trải đủ mọi thứ để có thể hoàn thiện. Cần yêu thương bản thân, chăm sóc tốt cho bản thân, nâng niu cơ thể của chính bạn. Bởi vì hơn ai hết, bạn là quý nhân của đời mình. Chỉ khi bạn khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần, bạn mới có thể có một cuộc sống tốt. Không ai mang lại những giá trị thiết thực đó cho bạn, ngoại trừ chính bạn. Được, chừng nào bạn không tin mình xứng đáng có được tình yêu, thì bạn cũng sẽ ngờ vực về tình yêu của kẻ khác. Đừng biến mối quan hệ của mình thành một cuộc đôi co phức tạp. Phụ nữ thì đòi hỏi được công nhận, đàn ông thấy vậy bèn chiều lòng phái đẹp vì cô ấy gây áp lực quá nhiều. Phụ nữ quan sát và cho rằng anh ấy đang yêu mình miễn cưỡng. Đàn ông lại than thở, anh phải làm thế nào cho hợp ý em. Quá mệt mỏi, người đàn ông tạm lui và phụ nữ vì thế lại càng có cớ để nghi ngờ. Nếu câu chuyện này cứ lặp đi lặp lại, chẳng lạ gì khi mà kết thúc của hai bạn hoặc là chia tay, hoặc sẽ vẫn yêu nhau, nhưng cả hai bên sẽ phải chịu không ít khổ sở. 10. Và cuối cùng,
nhớ dùng não để yêu. Khi yêu, hãy lắng nghe cả con tim lẫn lý trí. Một phụ nữ khôn ngoan biết tiết chế cái tôi của mình. Cô ấy dễ dàng nhận ra đâu là người đồng điệu về cảm xúc, phù hợp với những điều mà cô ấy cần và có thể cùng nhau vun đắp mối quan hệ bền vững. Có một khái niệm gọi là luật hấp dẫn luôn đúng trong tình yêu. Một người biết quý trọng giá trị bản thân rồi sẽ tìm được nửa kia tương xứng. Trong khi đó, kẻ thiếu bản lĩnh lại rất hay gặp phải kiểu đàn ông cho họ cảm giác thường trực bất an. Cứ như vậy, kịch bản quen thuộc nhất là người phụ nữ nhắm mắt bước chân vào cuộc tình, mang theo niềm hy vọng rằng tình yêu của mình sẽ thay đổi tâm tính người kia, rằng tới một ngày cô ấy sẽ được yêu thương và trân trọng thật sự. Không, hãy tỉnh lại đi, vì cuộc đời này đâu phải chuyện cổ tích. Kết thúc mà cô ấy nhận về sẽ không phải là hạnh phúc viên mãn, mà chỉ là những tháng ngày vô vọng theo đuổi tình yêu và lệ thuộc vào người đàn ông mà thôi. Thực lòng mà nói, nếu ngay chính bạn còn chẳng biết yêu lấy bản thân mình, thì đừng mong bất kỳ siêu anh hùng nào trên đời có thể làm được điều ấy. Hãy trân trọng bản thân, sống thật với con người mình, biết phát huy thế mạnh và chấp nhận cả khiếm khuyết. Hiểu rằng mỗi chúng ta đều là tổng hòa của những mặt sáng, tối, trắng, đen. Làm được điều đó sẽ chẳng khó để bạn tìm thấy người đàn ông của đời mình. Tới tận năm 66 tuổi, gánh khoản nợ lớn ở tuổi này, tôi ngờ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể nghỉ việc. Chị nói, chị đang làm nghề trông trẻ bán thời gian và phải đảm trách mọi việc nhà. Khi mới quen chồng, tôi đang làm chuyên gia công nghệ thông tin với mức lương khá và luôn cảm thấy độc lập. Tôi không do dự khi từ bỏ công việc đó lúc nhận chăm sóc hai con chồng, rồi có tiếp hai con chung. Tôi không hối hận, nhưng có những khoảnh khắc tôi tự hỏi liệu đời mình sẽ thế nào nếu bản thân đầu tư hơn vào sự nghiệp. Chị bày tỏ, cảm giác này của Lina cũng là điều mà Susanna cảm thấy. Chị tiếc nuối quá khứ và thấy tương lai mờ mịt. Dù vậy, một việc chị không phải lo lắng ở hiện tại là chăm sóc cha mẹ mình, vì họ vẫn khỏe mạnh. Nhưng với Kathleen, một nhà vật lý trị liệu 56 tuổi, lại là câu chuyện khác. Người cha 84 tuổi của Kathleen bệnh tật, còn mẹ chị cũng ung yếu. Con trẻ út vừa ra ngoài sống, nghĩa là tôi và chồng lẽ ra sẽ thoải mái, tự do. Nhưng tất cả các kế hoạch ngày lễ cuối tuần đều đổ bể vì cha mẹ ngày càng trở thành gánh nặng. Tôi yêu họ và muốn hỗ trợ càng nhiều càng tốt. Nhưng anh xã thì không thể hiểu tại sao tôi luôn cảm thấy sằng xé và từ chối khi mà anh ấy rủ đi chơi vài ngày vì lo mẹ không thể xoay sở khi thiếu mình. Chị Kazoli